Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi đang có mặt ở Quảng Yên, Quảng Ninh để lắp đặt đồ thờ cho khách hàng. Chúng tôi đang đứng trước cổng trường trung học cơ sở Hiệp Hòa đây, thị xã Quảng Yên đây. Bên này là ủy ban xã. Chúng tôi có mặt trên toàn quốc để lắp hàng đồ gỗ đồ thờ cho quý khách trên toàn quốc. Quý khách hãy liên hệ theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị.
đường đẹp dịu hiền đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.